Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Sẽ đầu tư 634 km đường Hồ Chí Minh thành đường cao tốc. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, chính phủ đầu tư sẽ đầu tư khoảng 634 km đường Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn cao tốc giai đoạn sau năm 2025. Toàn cảnh phiên họp sáng nay ngày 24 tháng 5. Đường Hồ Chí Minh còn 171 km chưa đầu tư do thiếu vốn. Ngày 24 tháng 5, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã báo cáo trước Quốc hội về tình hình thực hiện nghị quyết 66/2013 của Quốc hội và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, theo nghị quyết số 66/2013 của Quốc hội, đến năm 2020 sẽ hoàn thành nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Bác Bó, Cao Bằng đến Đất Mũi, Cà Mau, quy mô tối thiểu 2 làn xe với chiều dài khoảng 2.744 km. Đến nay đã hoàn thành 2.362 km, đạt 86,1%, và khoảng 258 km tuyến nhánh, đang triển khai 211 km. Còn lại khoảng 171 km chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện. Tổng mức đầu tư các dự án thành phần để nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 làn xe là 99.170 tỷ đồng. Các dự án thành phần đã và đang đầu tư có tổng mức đầu tư 88.400 tỷ đồng. Căn cứ vào nhu cầu, nguồn vốn đã bố trí để đầu tư các dự án thành phần là 79.022 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2020 đã bố trí 62.316 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước 43.728 tỷ đồng, nguồn vốn ngoài ngân sách là 18.588 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025 đã cân đối bố trí 16.706 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho Bộ Giao thông Vận tải và 1.600 tỷ đồng ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện đoạn Đoan Hùng - Phú Thọ. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, đường Hồ Chí Minh là công trình quan trọng, có ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, xóa đói, giảm nghèo. Đảng và nhà nước đã rất quan tâm và bố trí nguồn lực để triển khai dự án. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể báo cáo tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2011, dự án triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 ngày 24 tháng 2 năm 2011, nên nhiều dự án phải dừng giãn tiến độ, trong đó có các dự án thành phần thuộc đường Hồ Chí Minh. Do đó, giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2015, mặc dù được phê duyệt dự án đầu tư, nhưng có rất ít các dự án giao thông nói chung và các dự án thành phần đường Hồ Chí Minh nói riêng được triển khai đầu tư. Trong bối cảnh quy mô nền kinh tế chưa đủ lớn, khả năng nguồn lực có hạn, nên đến hết năm 2020 chưa cân đối bố trí đủ nguồn vốn để nối thông toàn tuyến như mục tiêu của nghị quyết 66/2013/QH13, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, tại nghị quyết 38/2004/QH11 và nghị quyết 66/2013/QH13, Quốc hội giao Chính phủ trong quá trình đầu tư phải rà soát, thực hiện phân kỳ đầu tư các đoạn tuyến, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực, ưu tiên đầu tư trước các đoạn có nhu cầu cấp thiết, phát huy tiềm năng địa phương và tận dụng hợp lý các đoạn tuyến hiện có để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm vốn đầu tư. Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất mục tiêu đầu tư đường Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2025 sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thành các đoạn đang triển khai, cân đối bố trí nguồn lực để đầu tư hai dự án thành phần đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Bình Thuận. Đối với đoạn Cổ Tiết, Chợ Bến, chỉ chuẩn bị đầu tư tận dụng quốc lộ 32, quốc lộ 21 để nối thông đường Hồ Chí Minh theo quy mô 2 làn xe. Đồng thời, Chính phủ sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành khoảng 287 km thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đi trùng với đường Hồ Chí Minh. Kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ triển khai cụ thể các dự án trong giai đoạn sau năm 2020 theo quy hoạch, phù hợp nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư. Trong đó có đoạn Cổ Tiết, Chợ Bến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.